Ngày 15 tháng 4, toàn tỉnh có 548 trường hợp mắc COVID-19 mới, giảm 200 trường hợp so với ngày 14 tháng 4. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 164.606 bệnh nhân điều trị khỏi, 9.829 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại nhà và cơ sở y tế. Mặc dù số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được các địa phương và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thực hiện. Trong đó tập trung vào triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, từ đó tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng.